Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Nhận được nhiệm vụ chủ tuyến cấp sở thi 2. Đối quyết của các quả quạng. Tất cả chư hầu ở trong một năm sẽ phát động tổng tiến công với trại Cáp Mô. Mục tiêu của nhiệm vụ: chính diện chặn lại tất cả chư hầu, tiến công của tất cả thế lực đế quốc. Cuối cùng, nhận được nhiệm vụ chủ tuyến cấp sở thi thứ 3. Làm tốt tất cả chuẩn bị, mở rộng miệng, lút thiên địa. Tên của nhiệm vụ: thôn thực thiên địa. Mục tiêu của nhiệm vụ: lấy được 13 châu của đế quốc, 108 thành trì, trở thành đại đương gia của đế quốc danh xứng với thực. Tiến độ hiện tại 1/13. Tiến độ chiếm lĩnh thành trì 6/108. Quét sạch lục hợp bát hoang, thống nhất giang sơn, chiếm lấy thiên hạ. Chiến tranh cuối cùng cũng sắp tới rồi. Cập nhật tiến độ của nhiệm vụ áp trại phu nhân. Mục tiêu của nhiệm vụ: nhất chi đào. Hoa đào nở rộ, tâm trạng của đào tử không tốt, nhanh chóng về an ủi cô ta. Đương nhiên, quốc gia đại sự cũng phải chăm lo, cũng phải chăm sóc cho vợ ở trong nhà. Đợi khi nhiều vệ binh tới, ba người Trình Đại Lôi sớm đã đưa xác của hoàng đế đi không thấy bóng dáng đâu. Hội trường chỉ còn lại một đống bừa bộn, máu tươi ở đất, một đống lông chim. Chỉ có để lại bốn hàng chữ ở quảng trường trung ương: Thiên Hạ Cáp Mô, Minh Ngọc Đế, Thiên Hạ Vương. Như vậy, giá trị sợ hãi tăng lên. Bốn hàng chữ này đã được lưu truyền với tốc độ cực kỳ nhanh ở Trường An. Hoàng vị cấp cao của đế quốc lại một lần nữa bị chống ra. Mọi người nghĩ nát óc cũng không thể nào nghĩ thông suốt tại sao Lý Uyển Nhi lại muốn giết chết Lý Nhạc Thiên. Nhưng mà rất nhiều người cho rằng Lý Uyển Nhi giết vương là để lại bốn hàng chữ, đã để lộ ra dã tâm từ sâu trong đáy lòng của cô ta. Minh Ngọc công chúa giết hoàng huynh đoạt vị, có âm mưu vấn đỉnh cửu ngũ chí tôn, phong tỏa cửa thành lục soát cho ta. Trình Đại Lôi nhất định là còn ở Trường An đào ba tấc đất, nhưng cũng không tìm thấy cái gì. Hoàng lăng của Lý Thị. Trên bia dự định khắc chữ gì? Thôi bỏ đi, không cần khắc chữ, lập như vậy thôi. Qua vài năm của dại mọc đầy, muốn bái tế hắn e rằng cũng khó mà tìm được. Không sao, như vậy cũng tốt. Ta no nắng để lại chữ, thiên tứ, sẽ đem xác của đại ca đào ra làm hại. Huống hồ, khắc tên trên mộ cổ đại ca cái gì cũng không thích hợp. Ta không viết ra được bất cứ đánh giá nào thích hợp. Chỉ có đời hai người ta và chàng quần năm thiên hạ, đương nhiên sẽ để đại ca lưu danh sử sách. Xem ra trải qua chuyện này, Uyển Nhi đã hoàn toàn thay đổi. Cô ấy của bây giờ đã có tư cách xưng đế. Phu quân, chúng ta về nhà. Nhưng mà vẫn là Uyển Nhi của mình. Đi thôi. Ngày đó, mưa không tạnh, bọn họ đã biến mất trong cảnh mưa mù mịt. Nhưng Trường An chết đi một vị hoàng đế, hoàng lăng lại có thêm một phần mộ mới không có chữ. Không, chính xác là hai mộ mới,